Campuchia sống sót. Cái gì đang chờ đợi ở phía trước? Từ kháng chiến đến giải phóng. Sẽ chẳng bao giờ biết nổi toàn bộ câu chuyện về cuộc kháng chiến của nhân dân Campuchia chống chế độ Khmer Đỏ. Không thể chấp nối được một bức tranh toàn cảnh vì hàng chục ngàn nam nữ anh hùng vô danh đã bị giết hại. Thường là những người tham gia trong các cuộc nổi dậy đã bị giết tới người cuối cùng. Nhưng điều có thể khẳng định được là cuộc đấu tranh đã lan ra một cách cực kỳ nhanh chóng và rộng khắp và được tiến hành với chủ nghĩa anh hùng vĩ đại của những người dân thường tay không tất sắc cũng như của các đơn vị vũ trang. Tất cả các thành viên của Hội đồng Nhân dân Cách mạng đang cầm quyền và của các cơ quan lãnh đạo khác của Cộng hòa Nhân dân Campuchia đều đã từng tham gia hoặc lãnh đạo những nỗ lực kháng chiến. Trong số các lãnh tụ của nhóm kháng chiến trong lòng các lực lượng vũ trang Khmer Đỏ có Hieng Songthin, sau này trở thành Chủ tịch Cộng hòa Nhân dân Campuchia, Hun Sen, Ngoại trưởng Cộng hòa Nhân dân Campuchia và Sophim, nguyên Phó Chủ tịch thứ nhất của Khieu Samphon khi hắn ta thay Sihanouk là quốc trưởng năm 1976. Sophim chỉ huy một trong những cuộc binh biến lớn nhất trong hàng ngũ các lực lượng vũ trang Khmer Đỏ. Ông bị đồng ngũ làm phản và bị giết hại. Cuộc kháng chiến vũ trang chống ban lãnh đạo Pol Pot Ieng Sary bắt đầu ngay từ đầu năm 1973. Năm đó, Sải Phu Thòng, hiện là một trong những phó chủ tịch của Mặt trận Cứu nước Đoàn kết Campuchia, FUNK, đã lãnh đạo một cuộc khởi nghĩa vũ trang ở tỉnh Ko Kong, phía tây nam Campuchia, có biên giới chung với Thái Lan. Cuộc khởi nghĩa này được nổ ra bởi phản ứng mạnh mẽ của các cán bộ Khmer Đỏ địa phương trước mệnh lệnh áp dụng những biện pháp dã man đối với dân thường. Cuộc nổi dậy bị đàn áp đẫm máu và tất cả các cán bộ Khmer Đỏ của địa phương đều bị giết chết. Nhóm kháng chiến của Sải Phu Thòng là nhóm ra đời sớm nhất và lớn nhất, có 5 căn cứ nhỏ. Mỗi căn cứ có từ 20 đến 60 người có vũ trang. Toàn bộ họ chỉ có 2 máy thu thanh nhỏ và không có máy phát. Đã 17 lần Sải Phu Thòng cử phái viên đi tìm kiếm sự giúp đỡ của người Việt Nam. 3 nhóm trong số này đã bị đón lõng và bị các lực lượng Khmer Đỏ xóa sổ. Cuối cùng, Sải Phu Thòng, một người Khmer gốc Thái, đã phải tìm cách chạy sang Thái Lan và được dân Khmer thiểu số ở vùng biên giới che chở cho tới khi ông có khả năng quay trở lại, hỗ trợ cho cuộc nổi dậy trên cả nước nhằm chấm dứt chế độ Pol Pot. Một cuộc binh biến tương tự do Bu Thong lãnh đạo nổ ra sau đó ít lâu ở vùng biên giới với Lào, phía đông bắc Campuchia. Những cuộc binh biến trong các lực lượng vũ trang đã có đà thúc đẩy, đặc biệt từ năm 1977 trở đi, nhưng hầu hết đều bị đàn áp dã man bằng bản tính tàn bạo vốn có của Khmer Đỏ. Việc gần như không có thông tin qua lại giữa các nhóm kháng chiến với nhau làm cho họ không biết gì về sự tồn tại và hoạt động của nhau, và trong một thời gian dài đã ngăn cản việc tổ chức một phong trào nổi dậy rộng khắp toàn quốc. Dẫu sao thì, cuộc binh biến trong các lực lượng vũ trang của Khmer Đỏ và các cuộc nổi dậy của nhân dân riêng rẽ vẫn cứ tiếp tục. Bác sĩ Abdul Goimer, một phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Cứu nước thành phố Phnom Penh, giới thiệu cho tôi nghe về cuộc kháng chiến tự phát của nhân dân. Ông phụ trách về các vấn đề dân tộc thiểu số, kiêm phụ trách y tế về thành phố. Bác sĩ Goimer là người Chàm. Theo ông, khối cộng đồng người Khmer theo đạo Hồi trước đây là 700.000 người. Vốn là ngư dân, người Chàm chủ yếu sinh sống dọc theo sông Mekong và sông Tông Lê Sáp. Bác sĩ Goimer sống ở xã Co Co cùng với xã Co Prak và Rang, hợp thành huyện Công Pông Xiên thuộc tỉnh Công Pông Chàm. Chúng tôi gặp nhau vào đầu tháng 12 năm 1980. Ông mới về thăm 3 xã này và thấy cả 3 xã đều bị bỏ hoang hoàn toàn. Trong số 20.000 người Chàm trước đây sống ở Công Pông Xiên, nay chẳng còn ai cả. Nói vậy không hẳn đã có nghĩa rằng chẳng ai còn sống sót, nhưng mà mùi hôi thối và ký ức về sự chết chóc đến mức chẳng có người nào còn sống sót muốn trở lại cái nơi này nữa. Bác sĩ Coimer kể lại cái về sau này được biết tới với tên gọi cuộc khởi nghĩa Krotma. Khi đó là tháng 10 năm 1975, việc cấy lúa mùa chính vừa mới hoàn thành. Chúng tôi đang chuẩn bị tổ chức lễ Ramadan, ngày lễ thiêng liêng nhất của đạo Hồi. Các cán bộ Angka tới, triệu tập mọi người đi họp. Tên cán bộ lãnh đạo nói: "Bây giờ các đồng chí là những người cách mạng rồi. Các đồng chí không được dùng đạo nữa. Các đồng chí có thể đem kinh Koran làm giấy lộn được rồi.
đưa kinh Quran ra đây và chúng ta sẽ biến chúng thành đống lửa mừng. Mọi người không chịu. Thế là lính Pol Pot bắt đầu sục vào các nhà, tịch thu các bản kinh Quran. Những người đàn ông chúng tôi chống lại, giành nhau với chúng. Bọn lính xua đàn bà và trẻ em đi, rồi quây lấy đàn ông. Họ bị bắt đi và bị giết chết. Sự việc này được mọi người nhanh chóng kể đi khắp các làng xã của người Chàm ở vùng trung lưu sông Mekong. Một hình thức chống đối để cứu lấy kinh Quran ra đời. Nhưng đây chỉ là cái cớ để chúng tiến hành việc thanh toán chủng tộc Chàm chúng tôi. Chúng nói rằng đàn bà chúng tôi để tóc dài giống như dân Việt Nam và như vậy là đã bị nhiễm máu. Ở cách xã tôi không xa là một hòn đảo rất màu mỡ, đảo Koh Phan, là đảo thịnh vượng ở giữa dòng sông Mekong. Ở đó, cuộc đấu tranh để cứu kinh Quran cũng diễn ra tương tự. Bọn lính Pol Pot quay lùng đàn ông. Nhiều người nhảy xuống sông. Một số bị chết đuối. Một số bị súng máy bắn chết dưới nước. Bọn lính Pol Pot sau đó đưa tới một đơn vị giang thuyền từ Kampong Chàm tới, diệt nốt những ai còn sót lại ở Koh Phan. Đảo này nay đã được mang tên mới, Koh Phet, nghĩa là đảo cho tàn. Theo bác sĩ Coimer, và đã được khẳng định bằng các cuộc phỏng vấn của bản thân tôi đối với những người Chàm còn sống sót. Đầu tiên là với những người đã trốn sang Việt Nam hồi năm 1977-1978. Người Chàm bị xếp vào loại A cùng với những sĩ quan và binh sĩ của quân đội Lon Non trong hàng thứ tự ưu tiên bị giết. Những cuộc giết chóc diễn ra ngay sau cái mà chúng tôi coi là chiến thắng chung của mình. Giai đoạn đầu tiên là kêu gọi mọi người tình nguyện đi giúp cấy lúa. Không ai còn gặp lại những người tình nguyện nữa. Những cuộc giết chóc diễn ra không thường xuyên trong các năm 1975 và 1976. Đến tháng 7 năm 1977, các lãnh tụ Khmer Đỏ ở địa phương nói rằng dân số ở huyện chúng tôi quá đông. Một số người phải chuyển đến các huyện khác. Xã tôi thuộc huyện 42 và chúng tôi được lệnh bước đầu phải chuyển 120 gia đình đến huyện 41. Một nửa gia đình trong số đó là người Chàm. Họ chẳng thể đem bất kỳ của cải vật dụng gì Angka sẽ cấp cho. Những người đầu tiên phải ra đi ngủ đêm tại một trường học trong lúc vài chiếc xe tải chạy đi chạy lại, chở những người khác. Từ lúc này trở đi, họ phải bỏ lại tất cả, trừ bộ quần áo mặc trên người. Họ bị đưa tới đồn điền cao su chúp. Ở đó người ta đã đào sẵn nhiều hố, có những hố sâu đến 10 mét. Đàn ông, đàn bà và trẻ em bị tách riêng ra để giết. Xác họ bị ném xuống các hố khác nhau. Rom Than cùng dự các cuộc thảo luận với bác sĩ Coimer, cũng là một phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận thành phố Phnom Penh, phụ trách các vấn đề tôn giáo. Tôi hỏi ông vì sao Pol Pot lại đặc biệt chống đối người Chàm. Ông trả lời rằng tập đoàn lãnh đạo Pol Pot Ieng Sary chống đối mọi tôn giáo. Bọn lãnh đạo Khmer Đỏ đã giết chết khoảng 3/4 số các nhà sư theo đạo Phật. Nhưng chúng không thể giết sạch các tín đồ Phật giáo, bởi lẽ họ thật sự đại diện cho toàn dân tộc. Nhưng đối với người Chàm, chúng có thể giết sạch không chỉ các vị Mula, giáo sĩ đạo Hồi, mà còn tất cả các tín đồ nữa, chỉ vì đây là một tộc người nước ngoài với một tôn giáo nước ngoài. Ngược lại, người Chàm lại dùng mọi thứ có trong tay để chống trả, nhằm bảo vệ tôn giáo và những phong tục tập quán đặc biệt của họ. Trước năm 1975, người Chàm sống trong những khối cộng đồng rất gần gũi với nhau, thường tụ lại chung quanh nhà thờ của họ và họ cực kỳ đoàn kết với nhau. Pol Pot bắt tay ngay vào việc phá vỡ thực trạng này. Chúng thi hành một chính sách có tính toán kỹ càng để chia rẽ, phân ly và tiêu diệt họ. Để thoát chết, người Chàm phải từ bỏ tập tục của mình. Nhà thờ bị biến thành chuồng lợn và nơi chứa phân người. Đàn bà phải cắt tóc ngắn. Đàn ông phải ăn thịt lợn, từ chối có nghĩa là bị giết ngay lập tức. Phải bỏ việc cầu kinh. Phải che giấu hay phủ nhận nguồn gốc của mình. Nhưng dưới hình thức này hay hình thức khác, người Chàm không bao giờ chịu ngừng chống trả dù phải chịu biết bao hy sinh. Tháng 12 năm 1980, tôi có thảo luận vấn đề lật đổ chế độ Khmer Đỏ với Yot Po, một thành viên trong Ủy ban Trung ương Phun, khi đó là cố vấn cao cấp của Bộ Văn hóa Báo chí Thông tin, là một trong số hiếm hoi những người của Đảng Bộ Khmer thuộc Đảng Cộng sản Đông Dương trước kia còn sống sót. Và điều rất thú vị nữa, là người đã từng nghiên cứu triết học ở Trùng Khánh trong thời gian cách mạng văn hóa ở Trung Quốc. Yot Po đã từng tham gia trong cuộc đấu tranh giải phóng chống Pháp và chống Mỹ và đã giữ vai trò lãnh đạo trong việc thành lập Phun Cờ cũng như trong việc soạn thảo điều lệ của tổ chức này.
ông đã thoát khỏi bàn tay những đội hành quyết của Pol Pot vì đã vượt biên trốn sang Việt Nam. Kinh nghiệm rộng rãi của Hốt Po trong đấu tranh cách mạng làm cho ông ta giải đáp một cách rõ ràng và cô đọng những gì đã diễn ra. Chính cuộc đấu tranh của nhân dân đã giải phóng đất nước chúng tôi tháng 4 năm 1975. Nhưng mà tập đoàn Pol Pot Ieng Sary đã tiếm quyền, biến Campuchia thành một trại tập trung khổng lồ. Chúng đối xử với chúng tôi như với một loại đồ vật vô tri vô giác, chứ không phải như là một con người. Pol Pot, Ieng Sary và vợ của chúng đã lập nên một chế độ độc tài kiểu gia đình trị. Tất cả những nhà cách mạng chân chính từng góp phần vào chiến thắng Lon Nol đều đã bị giết hại. Những nhà cách mạng cao tuổi đã từng chiến đấu chống thực dân Pháp vì nền độc lập của nước nhà cũng vậy. Chúng không chỉ giết hại các nhà cách mạng, mà còn làm cho người nông thôn chống lại người thành thị và rồi làm cho người nông thôn chống đối lẫn nhau. Từ năm 1973 trở đi, đã có những cuộc binh biến ngay ở trong hàng ngũ lực lượng vũ trang Khmer Đỏ. Vì những người cách mạng chân chính không thể ủng hộ việc đàn áp chính nhân dân mình. Nhưng từ năm 1976 trở đi, những cuộc nổi dậy này có thêm sức mạnh vì khi đó Pol Pot còn giết cả gia đình, họ hàng của binh lính trong quân đội của chính hắn. Vợ con, họ hàng của những sĩ quan và binh lính trung thành của Khmer Đỏ cũng bị giết hại. Họ muốn tiêu diệt cái chế độ chịu trách nhiệm về những hành động tàn bạo như vậy. Tất cả bọn họ đều thiết tha với một cuộc sống bình thường, đều muốn gia đình, bạn bè của mình được yên ổn. Mọi chiến sĩ đều biết rõ những mâu thuẫn trong giới lãnh đạo và đều biết rằng những nhà cách mạng chân chính đang bị giết hại. Trong số những nhà cách mạng được kính trọng nhất, nhiều người đã trốn sang Việt Nam lánh nạn, coi đó là cách duy nhất để sống sót. Họ tập hợp nhau lại thành những thành viên của một lực lượng cách mạng được củng cố, hiến dâng tất cả cho sự nghiệp lật đổ cái đã trở thành một chế độ phát xít không thể tha thứ được. Đến cuối năm 1978, thời gian đã chín muồi cho sự ra đời của một mặt trận thống nhất dân tộc để giải phóng đất nước. Cuối cùng, các nhóm kháng chiến đã có khả năng liên lạc được với nhau. Tình hình đã cho phép tổ chức một đại hội thành lập mặt trận cứu nước tại Klong, tỉnh Krache ngày 2 tháng 12 năm 1978, nhằm thống nhất mọi lực lượng và tầng lớp nhân dân lật đổ tập đoàn Pol Pot Ieng Sary. Tham gia mặt trận có nhiều cán bộ và nhà cách mạng kỳ cựu, cũng như những nhân vật mới như là Hieng Somrin, Hun Sen và nhiều người khác. Những người này lúc đầu ủng hộ Pol Pot, nhưng trong thời gian dài đã chống lại chính sách phản dân diệt chủng của hắn. Trong vòng 30 ngày từ khi thành lập mặt trận, các lực lượng Pol Pot Ieng Sary đã bị đánh đuổi khỏi đất nước. Một hội đồng nhân dân cách mạng được thành lập để lãnh đạo nhân dân điều hành công việc quản lý và bảo vệ đất nước. Tôi hỏi Hốt Po rằng với tư cách là một người cộng sản lão thành và đã từng làm việc với ban lãnh đạo Khmer Đỏ, ông giải thích thế nào về chính sách diệt chủng của chúng đối với những người cách mạng, chiến hữu của chúng. Một chính sách đã dẫn tới những cuộc binh biến và nổi dậy, dẫn tới sự sụp đổ của chính quyền và tan rã các lực lượng vũ trang của chúng. Sợ. Tập đoàn Pol Pot Ieng Sary sợ. Sợ những người cách mạng chân chính, sợ nhân dân. Chúng có mặc cảm tội lỗi vì đã tiếm quyền lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia, ra đời từ Đảng bộ Khmer thuộc Đảng Cộng sản Đông Dương. Cái gọi là Đảng Cộng sản Campuchia do chúng thành lập về sau này là cội nguồn của tấn thảm kịch đẫm máu tràn ngập Campuchia trong thời gian từ năm 1975 đến năm 1979. Chúng còn có cả mặc cảm tội lỗi vì đã chống lại những đồng minh và những bạn chiến đấu gần gũi nhất của nhân dân Campuchia. Những người đã từng hy sinh biết bao xương máu để giúp đỡ chúng tôi trong các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Chúng đã thành công trong việc làm cho những người bạn tốt nhất của chúng tôi và toàn thể dân tộc chống lại nhau và vì thế chúng đã tự đào huyệt chôn chúng. Quân đội nhân dân Việt Nam đã cứu cách mạng Campuchia. Họ đã phối hợp với lực lượng cách mạng Campuchia đập tan 19 sư đoàn quân Khmer Đỏ tập trung dọc biên giới với Việt Nam, kể cả 3 sư đoàn trong thực tế đã xâm nhập vào tỉnh Tây Ninh của Việt Nam. Họ đã bẻ gãy xương sống của các lực lượng Khmer Đỏ và do vậy tạo điều kiện cho nhân dân Campuchia nổi dậy và đập tan nhanh chóng chế độ Pol Pot. Một khi bị quân đội nhân dân Việt Nam giáng cho những đòn phủ đầu, chúng lập tức tan rã như là tuyết bị đưa lên bếp nóng. Tôi đề nghị Van Đi Cao On kể lại không khí ở vùng ông
khi mọi người hiểu rằng một cuộc phản công chống chế độ Khmer Đỏ đã bắt đầu. Tôi và nhiều người khác luôn luôn ấp ủ ảo tưởng rằng thế nào rồi Liên Hiệp Quốc cũng can thiệp để chấm dứt cơn ác mộng. Chúng tôi không thể tưởng tượng được rằng mọi người lại bỏ mặc để chúng tôi lụi tàn. Mỗi khi nghe tiếng pháo hạng nặng nổ, tôi lại nghĩ cuối cùng thì Liên Hợp Quốc cũng đã đến. Đầu tháng 1 năm 1979, khi nghe tiếng pháo hạng nặng ngày càng gần hướng chúng tôi, nhân dân xã Prekak nổi dậy, bắt tên Chim, trùm ăn ca địa phương và cũng là tên sát nhân tàn bạo nhất. Trước kia, chỉ bề ngoài của nó cũng đủ làm cho mọi người run lên. Nhưng khi nghe tiếng pháo nổ, nó bắt đầu run lên như cầy sấy. Tụi vệ binh của nó bắt đầu thì thào với nhau. Mình làm sao mà đánh lại được loại đó khi chúng nghe tiếng nổ của đạn phá cỡ lớn. Họ có xe tăng khổng lồ cơ mà. Từ thời điểm đấy, nhân dân bắt đầu hành động. Tôi hỏi Vandy Calhoun, phản ứng tức thì của ông và những người khi đó đang ở bên ông là gì? Ông cười và trả lời, khi đó là giờ ăn cơm và giống như mọi người khác, tôi chỉ được ăn một muôi cháo gạo, tôi làm thêm 2 muôi nữa. Thường ra, bọn lính gác bếp của Pol Pot đã bắt và giết tôi rồi. Tôi nói với chúng, tụi mày tịch rồi. Chúng trả lời, phải, tụi tao tịch rồi. Ông kể tiếp. Những gì xảy ra tiếp theo đó làm cho tôi phải thay đổi cách suy nghĩ về nhân tố quyết định chiến tranh. Tôi đã chờ mong được chứng kiến với một đội quân khổng lồ, xứng với tiếng pháo nổ và nét khủng khiếp trên mặt bọn Khmer Đỏ. Nhưng không hề có chuyện như vậy. Chỉ dăm 3 người lính Pol Pot thôi. Họ chĩa súng vào bọn chỉ huy. Bọn này quẳng súng xuống đất. Cho tới tận khi đó, tôi vẫn nghĩ rằng chỉ có sức mạnh quân sự mới là yếu tố quyết định. Nhưng rồi tôi đã hiểu rằng sức mạnh chính trị mới là nhân tố quyết định. Đột nhiên người ta đồn rằng bộ đội Phunker đã tới đầy xã. Hóa ra họ chính là quân lính Pol Pot đã chạy sang phía bên kia. Họ chính là mũi xung kích của các lực lượng giải phóng đã chuẩn bị sẵn sàng cho vai trò mà họ đang thể hiện rất tốt vào lúc này trước khi xe tăng và pháo binh Việt Nam kéo tới. Nhiều tháng trước đó, người ta đã tiến hành công tác chính trị một cách thận trọng. Toàn dân đứng về phía Phunker ngay từ phút đầu tiên. Đây chính là lực lượng giải phóng chân chính. Cán bộ Phun đưa ra khẩu hiệu cấm trả tù và khi lực lượng vũ trang của họ tới, họ đã nhiều lần phải can thiệp để cứu bọn theo Pol Pot khỏi bị xử tử theo kiểu Lynch. Những tên trung thành với Pol Pot bắt đầu hạ vũ khí và cũng không thể tránh khỏi một số trường hợp trả thù cá nhân. Nhưng nói chung thì chủ trương của Phun được tôn trọng. Là một nhà xã hội học, tôi hết sức quan tâm tìm hiểu xem một chế độ thay đổi như thế nào và tôi đã có mặt ở đó, tiếp cận gần nhất với sự thay đổi ấy. Trong thực tế thì sự thay đổi diễn ra thật vô cùng đơn giản. Bọn theo Pol Pot ra sức liên hệ với mọi người. Xin hãy nhớ tới tôi chưa bao giờ thực sự ủng hộ Pol Pot. Đột nhiên, chúng nhận thấy tương lai và vứt súng đi. Chúng tôi đã bị Khmer Đỏ nhồi vào đầu cái lý thuyết cho rằng chỉ có sức mạnh quân sự mới là đáng kể. Theo đường lối Mao ít thì súng đẻ ra chính quyền. Thật ra thì không phải như vậy. Chính sức mạnh của một dân tộc đoàn kết lại với nhau trong đau khổ mới là đáng kể trong việc lật đổ Pol Pot. Nhiệm vụ cuối cùng của tôi cho đến phút chót là dùng đôi bàn tay của mình nhào trộn bản chất con người dưới sự quản thúc của một nhóm cảnh vệ Khmer Đỏ dữ tợn. Đột nhiên, khi nghe tiếng pháo nổ tới gần, chúng trở nên giống như những chú cừu non, rồi làm ra vẻ rằng chúng vẫn luôn luôn ủng hộ nhân dân và căm ghét chính sách của Pol Pot. Chúng có thể làm gì để minh chứng điều này? Chúng tôi yêu cầu chúng dùng vũ khí của chúng đi vây giáp những tên Khmer Đỏ chậm chân tụt lại. Chúng thi hành một cách rất nhiệt tình. Sự phân tích của Yodpo và Vandy Calhoun là chính xác và giải thích cho tốc độ sụp đổ nhanh chóng đến mức đáng kinh ngạc của các lực lượng Pol Pot. Tất nhiên rồi, xe tăng và pháo binh Việt Nam giữ vai trò quyết định trong việc tiêu diệt các đơn vị quân sự chủ yếu của Khmer Đỏ và các cố vấn Trung Quốc của chúng. Nhưng sự chuẩn bị cẩn thận và chu đáo về mặt chính trị và công tác binh vận đã làm cho hàng ngàn và cũng có thể là hàng vạn binh lính Khmer quay súng vào bọn sĩ quan chỉ huy, đẩy nhanh hơn quá trình tan rã của toàn bộ nhiều sư đoàn. Cuộc tấn công bọn Pol Pot bắt đầu từ ngày 15 tháng 2 năm 1978. Mục tiêu của cuộc tấn công này là 19 sư đoàn quân Pol Pot tập trung ở dọc toàn tuyến biên giới từ tỉnh Kampot ở cực nam đến tỉnh
Ratanakiri ở cực Bắc. Chỉ trong vòng 14 ngày, chính quyền Khmer Đỏ đã sụp đổ hoàn toàn trên cả nước, trừ một vài căn cứ trong dãy núi Con Voi và dãy núi Đậu Khấu, cũng như là dọc biên giới với Thái Lan. Pol Pot, kẻ tự nhận là thiên tài quân sự vĩ đại, kẻ thật sự chịu trách nhiệm về hoạt động quân sự của Khmer Đỏ, đã phạm một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng trong việc bố trí một nửa số đơn vị quân lực chủ yếu của mình tại khu vực mang tên Mỏ Vẹt trong tỉnh Svay Riêng và Lưỡi Câu Cá trong tỉnh Công Vông Tràm. Cả hai khu vực này đều tiếp giáp với Việt Nam và nổi tiếng về nhiệt tình cách mạng của nhân dân trong vùng. Các sư đoàn Pol Pot bị đánh mũi, thọc sườn ồ ạt vây kín, xe tăng và pháo binh của chúng bị hỏa lực mạnh và độ chính xác hơn hẳn của bộ đội Việt Nam tiêu diệt, và cán bộ chỉ huy của chúng phần lớn bị binh lính của chính chúng thanh toán trong các cuộc binh biến, chống lại sự tàn áp, đẫm máu, không gì tha thứ nổi ngay trong hàng ngũ các lực lượng vũ trang của chúng. Bọn người trốn chạy, kể cả các cố vấn Trung Quốc, bị giết hay là bị vây bắt bởi nhân dân địa phương, những người tự vũ trang cho mình bằng vũ khí nhặt được và bừng bừng ý chí căm thù đối với bất kỳ vết tích gì của chế độ Khmer Đỏ. Các nguồn tin tình báo ở phương Tây ước tính rằng Việt Nam đã sử dụng khoảng 100.000 quân cộng thêm lực lượng ban đầu của mặt trận cứu nước gồm khoảng 20.000 người. Lực lượng của mặt trận cứu nước nhanh chóng được tăng cường do nhiều đơn vị trọn vẹn từ bỏ hàng ngũ Pol Pot tham gia vào mặt trận. Khi đem kỳ công của quân đội nhân dân Việt Nam và của các lực lượng mặt trận trong việc đập nát tan tành 23 sư đoàn quân Pol Pot trong 11 ngày và trong việc đánh chiếm được 19 thị xã trong vòng 20 ngày, so sánh với hiệu suất tác chiến của quân đội 600.000 lính Trung Quốc trong cuộc xâm lược Việt Nam bắt đầu từ ngày 17 tháng 2 năm 1979, người ta sẽ thấy sự khác nhau giữa một hành động được nhân dân ủng hộ và một hành động không được nhân dân ủng hộ. Trên mặt trận chính của Hải Lạng Sơn, các đơn vị quân chính quy Trung Quốc chỉ tiến được 16 km trong vòng 16 ngày đánh nhau với bộ đội biên phòng và dân quân địa phương. Cho tới nay, đây là cuộc tiến quân chậm chạp nhất, dù cho đã có xe tăng và xe vận tải thay thế cho ngựa và lính đi bộ trong toàn bộ lịch sử 2.000 năm Trung Quốc xâm lược Việt Nam. Thế mạnh áp đảo về quân số và về vật chất của Trung Quốc đã không thể chiến thắng nổi một thực tế quân sự là nhân dân Việt Nam chống lại chúng, quyết tâm bảo vệ làng quê và chế độ xã hội chủ nghĩa của mình. Ở Campuchia, niềm khát vọng thiết tha của nhân dân là giúp cho bộ đội Việt Nam và mặt trận cứu nước của chính mình tiêu diệt cái chế độ đã gây ra nỗi thống khổ chưa từng có như vậy cho họ. Các chiến lược gia quân sự và các nhà khoa học xã hội chắc chắn sẽ phải suy ngẫm vấn đề này trong nhiều năm tháng tới đây, và cũng có thể đi tới những kết luận tương tự như kết luận của Van de Kaon về những nhân tố quyết định cuộc chiến. Tới giữa năm 1981, mặc dù được Trung Quốc viện trợ ồ ạt qua đường Thái Lan, binh lính Khmer Đỏ đóng trong các vùng đất thánh trên đất Thái Lan hoặc trong các trại rải rác dọc biên giới Thái Lan-Campuchia vẫn phải đèo bòng trên vai, nào là khẩu phần ăn uống, nào là súng ống đạn dược trong các cuộc tấn công ăn cướp vào đất Campuchia. Chúng không thể kiếm được đồ ăn trong nhân dân Campuchia, không có khả năng thiết lập những ổ cất giấu vũ đạn trong các làng quê, cũng như không có khả năng được nhân dân giúp đỡ phương tiện đi lại hoặc ngay cả việc cung cấp thông tin. Nhân dân địa phương đã trở thành những tử thù của chúng, và Khmer Đỏ là đại diện cho tất thảy những gì đi ngược lại nguyện vọng sâu xa nhất của họ. Hiểu theo khái niệm nhà binh, việc nhân dân không chịu ủng hộ này có nghĩa là các lực lượng Khmer Đỏ chỉ còn tiến hành được những hoạt động khủng bố mà thôi. Những cuộc tấn công ăn cướp không thể kéo dài quá 4 đến 5 ngày và Khmer Đỏ phải trở về căn cứ của chúng trên biên giới Thái Lan để kiểm tra bất kể thứ hàng cung cấp quân sự gì của Trung Quốc được đưa đến, cũng như bất kỳ loại đồ ăn thức uống gì của các tổ chức quốc tế đã bị lái khỏi mục đích ban đầu của nó là giảm nỗi khốn cùng của những người dân thường Campuchia. Nếu không có những nguồn cung cấp này, hẳn là chẳng làm gì có mối đe dọa do bọn tàn quân Khmer Đỏ gây ra. Sự sống sót kỳ diệu. Tháng 5 năm 1979, lần đầu tiên sau khi chế độ Pol Pot bị lật đổ, tôi tới thăm Campuchia, đi bằng ô tô từ thành phố Hồ Chí Minh sang Phnom Penh.
Ấn tượng đầu tiên của mọi người sau khi vượt qua đường biên giới Việt Nam-Campuchia trên quốc lộ 1 ở tại Ba Vẹt là rất nhiều đất trồng trọt bị bỏ hoang. Ngót 25 dặm, xe chúng tôi chạy qua những nơi trước đây vốn là những cánh đồng tươi tốt và những làng quê trù phú dọc theo một con đường, hai bên thường có chợ nhóm họp, tíu ta tíu tít, rất ồn ào. Nơi đây lúc này là một vùng đất hoang lạnh như bãi tha ma, không làng xóm, không chợ búa, không cây hái trồng trọt. Chẳng còn đâu những cây thốt nốt duyên dáng rất đỗi điển hình của miền đất này, chỉ còn những gốc cây trơ trụi. Trước khi tới thành phố Spiriang vài dặm, chúng tôi gặp những khu đất hình chữ nhật dài tới 1.000 và rộng 500 thước Anh. Bao bọc quanh những khu đất này là những bức tường đất cao 6 phút, đơn vị đo lường Anh tương đương 0,3048m, đã bị mưa gió lâu ngày tàn phá. Bên ngoài một trong những bức tường đất dài hàng ngàn thước Anh đó là một con kênh dẫn nước rộng. Phía trong bốn bức tường là những thửa ruộng, mỗi thửa có diện tích chừng 100 thước vuông Anh, ngăn cách với nhau bởi những bờ ruộng theo lối truyền thống cao chừng 30cm. Theo lý thuyết thì những con kênh này có thể tưới nước cho những thửa ruộng nằm trên cao hơn và nhờ dòng chảy tự nhiên dòng nước sẽ chảy tới những thửa ruộng nằm dưới thấp hơn. Ở cảnh điển hình nhất trên đoạn đường từ Spiriang tới Phnom Penh là từng nhóm, vài người một, hầu như chỉ toàn đàn bà và trẻ con, vừa đẩy vừa kéo chiếc xe nhỏ tự làm lấy. Trong xe chất vài thứ tài sản đáng thương, mấy manh chiếu, vài bao củ sắn và một cái niêu. Họ đang trên đường trở về nơi mà họ hy vọng sẽ tìm thấy quê cũ, dấu vết của bà con họ hàng. Những bộ mặt tang thương, những thân hình còm cõi, nói chuyện với họ chính là mở tung ra những uẩn khúc của những nạn nhân đã phải chịu đựng những nỗi thống khổ chưa từng có trong thời đại của chúng ta. Cơn điên khùng vĩ đại của Khmer Đỏ không chỉ ở việc tạo ra một vùng vành đai trắng khổng lồ giữa Campuchia và Việt Nam, mà còn ở việc chuyển toàn bộ dân cư ở các tỉnh phía đông giáp giới với Việt Nam sang các tỉnh phía tây giáp giới với Thái Lan và ngược lại. Sau khi lật đổ Pol Pot, sắc lệnh đầu tiên của chính phủ Hieng Somrin là tất cả mọi người đều được tự do rời trại tập trung, đoàn tụ với gia đình và trở về quê cũ. Đối với những ai nhanh chóng tìm thấy người thân, sẽ có phương tiện chuyên chở bằng mô tô. Đại đa số còn lại phải mất nhiều tuần săn tìm tin tức người thân, ngay cả tại nơi họ bị dồn tới. Do đó, họ tranh thủ tự làm lấy một chiếc xe kéo thô sơ, chủ yếu là một cái thùng gỗ đặt trên mấy cái bánh xe hình tròn đẽo qua loa bằng gỗ. Sau đó kiếm lấy một cái niêu để nấu ăn cho gia đình mình hoặc dùng chung cho vài gia đình cùng cảnh ngộ. Trong khi áp đặt quan niệm của chúng về xã hội tập thể, Khmer Đỏ đã ra lệnh phá tan tất cả những gì đặc trưng cho cuộc sống cá nhân hay gia đình như là nồi niêu chẳng hạn. Phỏng vấn những nhóm nhỏ gia đình này nhất thiết phải ngắn gọn, tranh thủ khi họ dừng chân ít phút dưới bóng cây bên đường. Họ thường đau xót, nước mắt giàn giụa và líu ríu trả lời những câu hỏi liên quan tới việc vì sao không có đàn ông, Pol Pot giết hết rồi. Vì sao chỉ có các bé gái, các bé trai bị Pol Pot bắt đi lính rồi. Và họ hy vọng sẽ tìm thấy gì đó trên đường đi, biết đâu sẽ gặp họ hàng hay bạn bè gì đó. Nụ cười duy nhất có thể thấy được trên khuôn mặt của những người mà sau nhiều tuần lấy bước kéo xe, chỉ còn 1-2 ngày nữa là sẽ về được tới nơi trước kia là làng quê của họ. Tôi không dám tước đi những nụ cười đó. Tôi không dám kể cho họ nghe về vùng đất hoang nằm giữa Spiriang với đường biên giới của Việt Nam. Nơi ấy chẳng còn dấu vết gì của làng quê nữa. Dọc theo con đường Spiriang Phnom Penh, tôi đã dần dần hiểu ra vì sao các lãnh tụ Khmer Đỏ từng là bè bạn của tôi. Ví dụ như là Thiun Prasit, từng là đại diện của Khmer Đỏ tại Liên Hợp Quốc, hay là Ieng Sary, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi tại hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước không liên kết tại Bengal hồi tháng 7 năm 1978. Dọc theo con đường Spiriang Phnom Penh, trong không khí vẫn còn mùi hôi thối của vụ tàn sát. Trên nét mặt mọi người vẫn còn quá nhiều vẻ bi thương. Một năm sau, tôi tới thăm lại vùng này sau khi Khmer Đỏ đã bị lật đổ tháng 5 năm 1980. Cùng đi có vợ tôi, Vesa và con gái tôi, cháu Anna. Đó là một chuyến đi đầy tham vọng của tôi. Đi bằng đường bộ từ thành phố Hồ Chí Minh sang Phnom Penh, như tôi đã từng đi hồi tháng 5 năm ngoái, sau đó tiếp tục đi bằng đường bộ tới Siem Reap.
để ngắm cảnh đền Angkor gần đó. Chúng tôi đã từng biết nơi này, nhưng Vesa và Anna chưa được đến đây kể từ khi có các cuộc tàn sát hàng loạt của Khmer Đỏ. Một phần lý do của cuộc đi đường dài bằng đường bộ này là một nhà làm phim người Úc đang làm một bộ phim về 40 năm làm báo của tôi. Một bộ phim vừa có tính hồi tưởng, vừa có tính thời sự. Do những trận bom B-52 của Mỹ và do chính sách của Khmer Đỏ tập trung vào việc phá hủy, chứ không bảo dưỡng đường xá, nên chuyến đi của tôi quả là vất vả. Tới Kompong Trek, ở cách Siem Reap chừng 20 dặm, một trong hai xe của chúng tôi bị thủng xăm. Vừa qua khỏi một trong những chiếc cầu được xây dựng từ thời Angkor, chúng tôi phải dừng lại để thay bánh xe. Khi chúng tôi tiếp tục chuẩn bị đi Siem Reap, một sĩ quan bộ đội Việt Nam xuất hiện, gần như là vừa đi vừa chạy. Anh kéo tôi và người phiên dịch Việt Nam, từng được đào tạo tại Úc tên là Nhu, sang một bên và nói: "Các bạn không được đi tiếp. Chúng tôi vừa thu được một bức điện vô tuyến của một tên gián điệp Khmer Đỏ nào đó ở đây. Đánh đi cho một trong những căn cứ tiền phương của chúng ở vùng Siem Reap rằng các bạn đã tới đây. Bức điện này cũng nêu chi tiết về chiếc xe minibus của các bạn. Hãy nghỉ đêm tại đây. Ở đây an toàn hơn. Khi đó chỉ còn khoảng nửa giờ nữa là mặt trời lặn." Tôi phản đối vì chúng tôi dự tính ngày hôm sau sẽ phải làm việc cả ngày ở Angkor và kế hoạch làm việc sau đó cũng rất xích sao. Nhưng tôi cũng biết rằng một phần chặng đường Kompong Trek Siem Reap có rừng rậm hai bên. "Sáng sớm mai chúng tôi sẽ cử một đội tuần tra," người sĩ quan nói. "Và nếu mọi việc yên ổn, các bạn có thể lên đường giúp rạng sáng. Nhưng giữa lúc trời sắp tối này, các bạn không được liều lĩnh đi tiếp đến Siem Reap." Và thế là vấn đề đã được quyết định. Ngày hôm sau, chúng tôi làm phim ở Angkor. Một trong những cảnh được quay là một cuộc phỏng vấn Vesa ngay tại khu 5 ngọn tháp của Angkor Wat. Trong số nhiều điều đã nói, Vesa phát biểu: "Khi tôi tạm biệt chồng tôi trước khi ông ấy lên đường, trong những chuyến đi thường xuyên của mình, quả là tôi không hề biết liệu tôi còn được gặp lại ông ấy nữa hay không. Nhưng đó đúng là một diễm phúc." Sáng sớm hôm sau, chúng tôi chia tay nhau, Vesa và Anna trở lại Phnom Penh. Rồi theo con đường kinh khủng chúng tôi đã đi từ Phnom Penh sang thành phố Hồ Chí Minh, sau đó đi bằng máy bay ra Hà Nội, sang Bangkok rồi lên chuyến bay đã đặt trước về Bali. Cùng với đoàn làm phim, tôi phải tiếp tục hành trình theo một con đường khác, chạy dọc sườn phía nam Tông Lê Sáp, Biển Hồ, qua Bát Tam Bang, Quốc Sát và Kompong Chơ Năng, trở lại Phnom Penh để làm tiếp một ít phim nữa ở đó. Trước giờ hoàng hôn ngày 7 tháng 5, khi đi tới một nơi cách Phnom Penh khoảng 40 dặm, đột nhiên có tiếng súng. Miệng thét lên, nằm xuống. Tôi là mẫu, nép mình sát xuống sàn chiếc xe minibus Chevrolet. Gần như đồng thời, tôi cảm thấy máu chảy xuống tay tôi. Đó là máu của anh lái xe người Việt Phạm Văn Muôn khi đó đang ở sát phía trước tôi. Tất cả mọi người, chủ nhiệm phim, phụ trách quay phim, phụ trách âm thanh, phiên dịch người Việt và cán bộ hướng dẫn người Campuchia, tất cả đều nằm dán xuống sàn xe, trong khi đạn bắn như mưa vào chiếc xe minibus. Brad Berry, người cuối cùng nằm xuống, mắt liếc nhìn xem tiếng súng từ đâu tới và trông thấy một đàn ông khăn quấn trên đầu đang nấp sau mấy tảng đá lớn bắn ra. Rồi một tiếng nổ lớn và chiếc minibus khẽ nảy lên, thế là hết. Tôi nghĩ, một cú direct của vũ khí hạng nặng. Trước sự kinh ngạc của tôi, chiếc minibus vẫn chạy, mặc dù máu nóng vẫn chạy ngày càng nhanh. Tôi thấy tay của anh lái xe muộn vẫn nắm chắc vô lăng. Một viên đạn trong loạt đạn đầu tiên đã bắn xuyên qua gò má anh, những viên đạn tiếp theo bắn vào cổ và vai anh, nhưng tay lái của anh vẫn không hề loạng choạng cho tới tận khi anh đưa chúng tôi thoát khỏi chân địa. Đạn bắn từ phía bên phải sang nên anh là người duy nhất có khả năng chết, vì cánh cửa xe duy nhất bên tay trái là cửa của lái xe. Bên trái có một gò dốc đứng. Đáng ra anh đã có thể nhảy xuống thoát thân, nhưng anh không làm như vậy. Anh đã cứu mạng chúng tôi và xe chỉ dừng lại khi chúng tôi tới một chốt quân sự của bộ đội Việt Nam ở phía bên đường. Tại đó, chúng tôi đưa anh ra khỏi ghế lái xe và sơ cứu cho anh. Khi chiếc minibus tới bên đó, một đội tuần tra hỗn hợp Campuchia-Việt Nam đã được phái đến nơi xảy ra trận phục kích. Trận đánh diễn ra và hai tên Khmer Đỏ bị giết, 17 tên khác bị bắt. Hình như chỉ có một tên trong nhóm 20 tên chạy thoát. Trong số những tên bị bắt, có tên chỉ huy. Tên này khẳng định rằng mục tiêu của trận phục kích là làm thịt Berkshire
tức là tên của tôi. Tôi chấp nhận lời khai này như một sự thừa nhận chính thức rằng tôi tố cáo một cách có hiệu quả chế độ Pol Pot Ieng Sary cùng những kẻ hậu thuẫn cho nó. Nhà làm phim Bradbury tiếp quản tay lái và nhờ tài lái xe tuyệt vời của anh, Muộn đã được phẫu thuật cấp cứu tại một bệnh viện ở Phnom Penh vài giờ sau cuộc phục kích. Mặc dù máu chảy ra nhiều ở miệng và mũi, anh Muộn vẫn không ngớt than thở việc Bradbury cho xe chạy nhanh quá, mãi tới khi chúng tôi đưa anh xuống xe vào viện. Về sau thì các bác sĩ cho biết chỉ cần chậm trễ chừng nửa giờ nữa thì anh cũng phải trả giá bằng cả sinh mạng của mình. Hôm sau tại bệnh viện, Phạm Văn Muộn giải thích rằng tiếng nổ to mà tôi tưởng là có nghĩa là mọi sự đi tòng chính là một phát đạn chống tăng B-40, một trong 6 phát đạn lần lượt nhằm bắn vào chiếc Mewis và anh đã trông thấy qua chiếc gương chiếu hậu. Ngay trước khi phát đầu tiên phát nổ thì anh đã đột ngột nhấn hết ga trước khi phát thứ 5 đã tới gần một cách nguy hiểm. 7 tháng sau tôi phỏng vấn Phạm Văn Muộn, khi đó đã hoàn toàn bình phục và đã được phong anh hùng vì đã cống hiến tận tụy và dũng cảm cho nhiệm vụ của mình. Tôi còn nhớ rằng anh đã phàn nàn việc Blackberry lái xe quá nhanh khi đưa anh tới bệnh viện và tôi hỏi anh vì sao. Anh đáp, lốp của chiếc xe Chevrolet đó là lốp của Nga nên không khớp lắm. Tôi có trách nhiệm phải giữ gìn cẩn thận xe của công ty du lịch. Ngay khi nhấn hết ga để tránh phát đạn B-40 thứ 6 là tôi đã đánh liều với mấy chiếc lốp đó rồi. Trong chuyến viếng thăm của tôi tháng 12 năm 1980, tôi hiểu rằng sự sống sót kỳ diệu của đoàn làm phim và của bản thân tôi có ý nghĩa lớn hơn bình thường. Thất bại trong việc làm thịt bớt xét thể hiện một bước ngoặt có tầm quan trọng chiến lược. Không lâu sau những phát súng nhằm vào xe chúng tôi là trận phục kích một đoàn tàu trên một địa hình tương tự. 180 người Campuchia bị giết. Cả hai trận phục kích đều được tính là những phát súng mở đầu cho một cuộc phản công mùa mưa năm 1980. Trong đó Khmer Đỏ hy vọng chứng minh rằng chúng không chỉ chiếm lại và giữ được những vùng lãnh thổ chạy dọc theo biên giới Thái Lan, mà còn duy trì được các căn cứ du kích ở sâu trong lãnh thổ Campuchia. Việc hạ gục Bớt Xét ở một nơi chỉ cách Phnom Penh có 40 dặm ắt phải là một minh chứng hùng hồn biết nhường nào. Bọn tấn công cũng chỉ trượt có vài mm thôi. Nếu viên đạn xuyên qua gò má Muộn ăn cao lên một chút thì chắc nó đã làm vỡ tung đầu anh. Và khi đó thì chẳng còn gì cứu nổi chúng tôi khỏi hủy diệt bởi những phát đạn B-40. Thông thường thì dân làng chỉ cho thấy bọn phục kích từ đâu tới và sau đó rút về đâu, nên chúng đã bị tiêu diệt. Những tên đã phục kích đoàn tàu nọ vài tuần sau đó cũng chịu chung số phận. Cuộc phản công mùa mưa năm 1980 không bao giờ có thể diễn ra được vì các lực lượng an ninh nhân dân địa phương đã phát triển ở cấp xã và huyện, tới mức họ có thể đối chọi với bọn Khmer Đỏ thâm nhập hoặc là ít nhất cũng có thể chỉ rõ nơi ẩn náu của chúng cho bộ đội Việt Nam. Đem liên hệ sự sống sót của cá nhân tôi với sự sống sót của nhân dân Campuchia rõ ràng chỉ là một chút xíu của một hình ảnh tượng trưng xây dựng trên cơ sở những thất bại liên tục của Khmer Đỏ trong việc tấn công các mục tiêu. Nhưng sự sống sót kỳ diệu của nhân dân Campuchia được thể hiện một cách hết sức hiển nhiên trong cuộc đi thăm của tôi hồi tháng 11 và 12 năm 1980. Và không thể đem sự sống sót kỳ diệu ấy mà quy cho vài phát súng bắn tồi của bọn tàn quân Pol Pot Ieng Sary. Trước hết, có được nó là do ý chí tồn tại của nhân dân Campuchia, được sự ủng hộ quốc tế to lớn. Những thay đổi về tình hình trong 4 cuộc viếng thăm đầu tiên của tôi thật là lớn lao. Một sự đánh giá tóm tắt về tiến bộ theo hướng sinh tồn mà tôi đã thấy được trong những cuốn viếng thăm đó chắc sẽ phải bao gồm cả những nội dung dưới đây. Tháng 5 năm 1979, ấn tượng chủ yếu của tôi là về những người lang thang trên đường, những nhóm nhỏ hầu như toàn đàn bà và trẻ em, những người đẩy kéo những chiếc xe thô sơ ngang dọc trên khắp đất nước Campuchia về hướng làng quê cũ, hy vọng tìm lại được những người thân còn sống sót. Khi tôi phỏng vấn tân chủ tịch Hieng Somrin, ông đã xác định những nhiệm vụ ưu tiên của chính phủ ông là làm cho gia đình đoàn tụ, mọi người trở về quê cũ, trường học và chùa chiền mở cửa trở lại và cuộc sống trở lại bình thường. Tháng 8 năm 1979, tư liệu về những ký ức khủng khiếp của quá khứ đã bị trình bày ở phiên tòa xử vắng mặt Pol Pot và Ieng Sary về tội diệt chủng. Các bác sĩ phương Tây và một nhóm bác sĩ Campuchia còn sống sót đang thảo luận xem phải chăng việc phụ nữ Campuchia
bị mất khả năng sinh đẻ là do những căng thẳng về tâm lý và thể xác là không thể đảo ngược được. Hai nhà làm phim người Anh, John Pinzer và David Moreau làm một bộ phim mô tả sự khủng khiếp về những gì đã diễn ra và phê phán gay gắt thái độ thờ ơ lãnh đạo của các tổ chức cứu trợ quốc tế. Tháng 5 năm 1980, viện trợ quốc tế đã tới và đang được phân phát với số lượng có giá trị thực sự ở những nơi cần thiết, bất chấp một chiến dịch trong đó một số giới nào đó trên báo chí phương Tây đòi làm ngược lại. Những cuộc điều tra tại chỗ của tôi cũng như các cuộc phỏng vấn các cơ quan cứu trợ quốc tế đã chứng minh rằng những lời tiên đoán của CIA về một trận đói thảm thương cũng như những lời cáo buộc rằng thóc giống đang bị tuồn cho người Việt Nam hoặc đang bị những người Campuchia sắp chết đói đem ăn là hoàn toàn sai trái. Đoàn làm phim của David Bradbury trong suốt chuyến đi dài hàng ngàn km khắp đất nước này đã lấy hình ảnh về một đứa trẻ sơ sinh làm sự kiện chính cho bộ phim. Nếu có trẻ em ra đời, nếu thóc lúa được gieo cấy, thì dân tộc này có thể sống sót và hồi sinh được. Cái cách nhìn nhận như vậy đã được nhấn mạnh thêm trong bộ phim thứ hai của Pinzer Moreau quay tháng 6 năm 1980. Bộ phim đã diễn tả một cách rất thuyết phục tính có hiệu quả của viện trợ quốc tế bên trong Campuchia, nhưng cũng phê phán mạnh mẽ một tỷ lệ khá lớn viện trợ nhân đạo đang bị tuồn đi để tăng nhuệ khí cho các lực lượng tàn quân Khmer Đỏ trên vùng biên giới Thái Lan-Campuchia. Tháng 11-12 năm 1980, ý chí tồn tại đã chiến thắng. Đến cuối năm, người ta sẽ thu hoạch được 1,3 triệu hecta lúa. Những cơ quan cứu trợ quốc tế tập hợp 32 tổ chức viện trợ dưới sự điều phối chung của UNICEF và Oxfam tin rằng triển vọng chấm dứt của khủng hoảng lương thực sáng sủa tới mức chưa từng có thể ngừng viện trợ lương thực lại, chuyển sang những tiến hành những hình thức viện trợ chuyên ngành hơn như là phúc lợi trẻ em, y tế, phúc lợi cho nông thôn và các loại dịch vụ xã hội khác mà các cơ quan này thường tiến hành theo truyền thống. Dân số Phnom Penh đã tăng từ 7.000 người tháng 5 năm 1979 lên khoảng 350.000 người. Chợ múa mọc lên khắp nơi và tiền tệ phát hành mấy tháng trước đây đã được lưu hành rộng rãi. Ngành ngư nghiệp của một trong những vùng nước phong phú về cá nhất thế giới đã được phục hồi. Và quan trọng hơn tất thảy, khắp mọi nơi đều thấy cảnh mẹ đang cho con bú. So với bất kỳ vùng đất nào tôi đã từng đi qua trong 40 năm làm báo của mình, mật độ nụ cười trên 1 km² ở Campuchia lớn hơn cả. Sự khác biệt so với tháng 5 năm 1979 quả là một trời một vực. Tháng 5 năm 1979, khi tôi tới thăm Campuchia, ông Ngô Điền, khi đó là trưởng đoàn cố vấn Việt Nam, sau đó là đại sứ rất có uy tín của Việt Nam tại Phnom Penh, đã trình bày vắn tắt với tôi về sự hủy diệt khủng khiếp trên con người và cơ sở vật chất do chế độ Pol Pot gây ra và cũng như những hậu quả lâu dài của tình hình đó đối với nhân dân Campuchia. Ông kết luận, chúng tôi sẽ phải hy sinh nhiều để giúp họ và chúng tôi sẽ làm như vậy. Nhưng một vấn đề to lớn lâu dài do tình trạng gần như thiếu hoàn toàn cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật có thể dẫn tới nguy cơ chúng tôi phải xây dựng lại đất nước này theo kiểu Việt Nam chứ không theo kiểu Campuchia. Trong tương lai, nguy cơ này sẽ làm tăng thêm nhiều vấn đề. Do vậy, chúng tôi phải cực kỳ thận trọng trong cung cách xử lý hàng viện trợ của chúng tôi và trước hết là phải cực kỳ thận trọng trong mối quan hệ giữa các chuyên gia và kỹ thuật viên của chúng tôi với những người Campuchia mà chúng tôi sẽ đào tạo để cuối cùng họ phải tự mình làm lấy. Ý kiến chung của những đại diện các cơ quan cứu trợ quốc tế mà tôi đã có dịp nói chuyện là Việt Nam không chỉ đóng một vai trò sống còn trong sự hồi sinh kỳ diệu của nhân dân Campuchia mà họ còn thể hiện vai trò ấy một cách vô tư trong sáng, đúng với những lo lắng mà ông Ngô Điển đã nói. Dân tộc Campuchia đang vật lộn để lại tự mình đứng trên đôi chân của mình và hiệu quả của sự hợp tác quốc tế này đã tạo điều kiện giúp cho dân tộc này đứng được. Các cơ quan viện trợ phương Tây thuộc những chính kiến khác biệt nhất đang cùng làm việc với nhau và cùng với các cơ quan viện trợ của Liên Xô, Việt Nam và các nước xã hội chủ nghĩa khác theo tinh thần hợp tác quốc tế, vượt qua mọi ngăn cách về tư tưởng và dân tộc. Đó là một thông điệp đầy triển vọng về tương lai của toàn thế giới.